Dạ đang đứng nhìn ngắm gì ạ? Ui, ui đi. Chín đâu mà khui. Chín. Chín rồi, hôm bữa Hạnh cũng nói chín rồi. Em khui em lấy dao em chẻ như chẻ củi cũng không ăn được. Không thiệt, cái này là sầu riêng ấy. Sầu riêng gì? Sầu riêng này là sầu riêng ở Đắk Lắk mới được gửi lên, không phải được gửi mà là người ta mới đưa lên cho. Lên để cắt bịch luôn đi. Cắt bịch nha. Ôi, ở đây được cái dao của chị Dung. Mình sẽ gọi chủ nhân sầu riêng nha. Ông bây giờ. Ôi, ông vừa phải thôi. Em có làm cho em chưa đụng mà ăn nhi. Nó mà rớt ra cái trái sầu riêng cho chân gì là mệt mỏi nha. Nó sao báo dữ vậy trời ơi. Trời ơi, ai chỗ này ngồi cho nó rộng. Cái này không biết là mùi nó hay là mùi của trái khác ám qua thì chưa biết, để em coi. Bà chủ đây, bà chủ đây, bà chủ bán chị Thái, sẽ kiểm tra. Dạ, chào mừng ông cô bác. Có nhớ Thái Đắk Nông không ạ? Chủ ơi, 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 là vàng. Bây giờ khui sầu riêng bằng tay. Đầu tư chuyên nghiệp. Khui bằng tay không mà khui. Không cần dao nha. Bây giờ phải cái chuyên nghiệp. Thì người phải có nghề. Nhưng mà chắc chân nằm được á. Bây giờ khui bằng tay không cần dao nha. Không cần dao. Trời cháy. Thấy cháy nứt rồi bắt đầu bài vậy, khui bằng tay. Đây rồi, khui đi, khui đi. Khui đi, khui đi rồi. Chơi như coi đi nè, coi nè, đi bộ móng nè, từ từ nãy nhìn thấy nó nứt chỗ nào, nó phải đúng đường của nó. Từ từ. Em mình chơi một cuộc thi, ví dụ thi được cái trái này thì sao, khui được trái này không dùng tay thì sao, không dùng tay thì chị cho chị thêm cái nữa, không dùng dao, không dùng không dao thì tay giờ đây, giờ đây được rồi, rồi đưa đến số 5 cái, không được một trái ngon ngon gửi về cho bà ngoại trước đi. Cho ông bà ngoại cái này, cái này hả? Ờ, cái này cũng ngon hết, tại vì chín cây hết à. Gì? Cái này chín cây mà. Cái nào gái xin chắc gì cho ông bà ngoại. Thôi. Thôi, để đây. Mọi người ăn bốn trái được rồi, còn một trái nữa thì cho ông bà ngoại. Thôi, mọi người ăn. Trời ơi, người ta dân sầu riêng không. Nè vậy? Đây. Nè nứt nè bà, coi đây. À, tôi chỉ chỗ cho nứt luôn rồi đó mà khui nào khui ơi, không được. Anh chị em chỗ mua băng keo cá nhân. Trời ơi, vậy mà đòi khui bằng tay. Không, giờ không khui, giờ không khui dao, còn cần muỗng. Chị này cái muỗng á, có cái cứng gì đẩy vô được. Này có muỗng. Sẵn vô là được rồi. Cái này dễ khui lắm nè. Thôi lấy cái đầu gối ra nè. Để cái trong xác ở đây không? Thôi thôi chị. Chỗ này hả? À? Cái này không cần dùng. Nên lấy cái dao để chả lẹ được quá. Cũng muốn ăn luôn hả? Thiệt á. Trời nó không phức luôn cả nhà ơi. Trời ơi, trời ơi. Một trái sẽ đem về cho ông bà ngoại còn lại mình. Ừ, tôi được á, tôi biết không? Dạ. Dạ, gia đình mình ra ăn sầu riêng ạ. Rồi, sầu riêng chín cây nha. Thái là mới đem xuống hôm qua hả? Ừ, nó hồi tối. Nó hồi tối. Vườn dưới còn không? Sầu riêng còn. Không, ý là hỏi cái sầu riêng còn không, chứ vườn thì còn. Cái này là sầu riêng đi vào máy bay. Trời ơi, ghê. Ú. Chín nha, tại vì chín cây hết. Mời hai chị. Ai hay dùng nữa. Cạo bằng chín nè. Dạ mời bà con cô bác. Ôi, em nhìn thấy sầu riêng mà ớn lắm rồi. Biết là sợ sầu riêng rồi hả? Ngày nào cũng người nghe nhau. Em xin phép lạp cái đuôi. Nè, ăn thử. Thôi, ăn đi. Ủa, đúng rồi. Nè, đây nè. Ăn đi. Để lấy cái vô lấy cái gì lấy cái nha. Gì đựng đi, vỏ mỏng dính ha. Dạ vỏ mỏng này chắc đó. Cây này chắc trời nó ngon. Dạ dạ cây già anh mới vỏ mỏng. Vỏ mỏng cây nhỉ, mà nó ngon lắm nhau. Trời ơi, đi vô lấy dĩa đi bà ơi, biết nó rồi ngon. Trời ơi, em thử cái đuôi em thấy ngon rồi, em thấy ok. Đẹp. Hấp luôn luôn không?
kẹp với cái muối. Không, ngon lắm. Đang đúc vào đây luôn nè. Hôm nay mình đãi khách bằng cà pháo mắm tôm. Ôi, ngon. Thiệt chứ. Đã chị em ở trên đặt nồng xuống mà cà pháo mắm tôm. Chứ trên đó người ta gà rồi, heo rừng rồi, mình kia tài le hết rồi. Giờ mình xuống đây mình đãi nó xương sậu đi. Đãi khách quý rồi đó. Đúng không? Chị có khách quý mới đãi mấy món đó đâu đúng không? Đúng rồi. Xuống luôn đi chị. Không, cho mình cái trái này, cái muối nó dữ. Muối, tại vì nó là cây, cây lớn, cây dài, cây lâu năm á, vỏ mỏng. Cây hả? Ừ, vỏ mỏng, muối nhiều lắm. Nhìn dễ luôn á ha. Nghe hỏi cái nha. Nghe hỏi á. Giờ rồi đúng không? Đúng rồi. Mấy Trung hỏi phải không? Đúng rồi. Nó ăn cơm rồi Trung ơi. Alo. Ôi quá trời. Dễ muối luôn á. Ờ. Một trái á cả nhà. Một rồi hả? À, trời ơi. À. Thôi bỏ cái đó đi. Uống quá đi. Đầy quá. Thôi bỏ cái đi. Trời ơi, nó lỡ. Nó lỡ dính vô cái tay à. Bên nhi làm muối nhi. Xíu thôi. Cô nữa hay là xíu. Cô nữa hả? Trời nó ngon mà nó dẻo mà nó thơm. Nhưng mà nó ngọt vừa rồi đó nha. Nó không có bị mà ngọt cay gắt á. Nó khui nữa đúng không? Ôi bà chủ sầu riêng bà khui nè. Chín dễ khui lắm. Chín cây đó luôn hả? Ừ, chín cây. Chín cây nào mà chị có nhu cầu mà thay giường á, cần mua cây con á thì liên hệ nhỏ này. Nhỏ cái gì quá. Ở ngoài nó bán cây giống. Trời ơi, tiện vậy. Trời ơi, mày lấy tao lẻ chưa? Trời nhà chị bé bao mấy hết sầu riêng. Dạ, nhà em có bán sầu riêng giống luôn rồi. Cái này đầy đủ. Bỏ luôn hả? Đầy quá, hồi nãy đầy quá. Cắt hết trơn đi luôn. Rồi đó, vậy luôn rồi đó, vô. Trời ơi, bỏ đi rồi. Cái phần nào dính đất thì nó dính dưới luôn rồi. Ờ. Ê, cái hộp xíu nó mình để là mình luộc luôn nha. Lép có gì đâu bạn. Vậy hả, ý là kiếm cái hộp nào nó uống uống đi. Em xếp thử một muối nha. Ăn đi. Em cũng dám ăn gì. Ăn nhanh quá. Ôi, nó ngon nè, trời ơi, sao cái vỏ nó mỏng dính vậy? Cây này á, cái gì? Cây lão á. Cây này hả? Cây to á. Cây đúng nè. Trời ơi. Có đăng đoạn mà ăn nó luôn á trời. Quá trời muối ha. Ờ, ngon vậy trời. Cầm trái về trời cho bà ngoại. Để ăn người ăn đi. Ôi, cầm cho bà ngoại trái. Lâu rồi nhà đâu bán sầu riêng đâu. Không bán nhưng mà cũng có ăn vậy. Thôi. Giờ đừng có khui để vậy. Khi nào ăn thì cũng khui rồi. À, khi nào ăn thì ăn cũng khui đó. Được. Ăn đi. Ủa, ăn muối đi chứ hả? Chán quá vậy luôn hả? Chán. Ở là ăn cơm. Ừ, đang nấu cơm cho mày. Em nói rồi, Trung mới gọi em nè. Bảo là ăn cơm mới vô bên đây rồi. Vô đây ăn, với cái bàn bên đây. Bọn đây cho nó khỏi bụi. Vô bếp. Vô bếp. Hôm nay đãi khách từ... Ăn ấy được. Đây. Cái bịch này nó bị rách rồi. Có cái bịch nào không vậy? Cho uống nó cầm gì cho. Cà pháo mắm tôm hả? Cái mắm. Ý là ăn với mắm cái gì? Với mắm.
chị nhờ chút em về em mua đồ hũ xong ship vào đây giùm chị, cái này ăn với đồ hũ hợp lắm. Mua đồ hũ ship vào đây nha. Được rồi, bạn lấy là hũ qua cho chị Dung là được rồi. Nhiều quá đấy. Mua đi không mình ship. Ai ship? Ai ship? Không khúc có ai đâu nhận mình ship. Ship ráp. Bà nội ơi, có mấy miếng đồ hũ mình ship ráp. Sao đâu? Cái giờ chưa bắt thằng nội đi từ ngày đó. Đi ship ráp qua đây cho chị. Rồi vẫn là mê cái món đồ hũ trước cổng nhà. Không biết giờ này nó còn bán không á. Không, chị đã bán sáng cho chị gửi luôn. Chị biết luôn. Nó tiền nhiều quá. Trời ơi, ta ăn đâu ở đó thường xuyên mà. Ý là ví dụ như ăn cứ chiều được không? Tầm 3 giờ em qua được không? Không, giờ này ăn nè. Ủa chịu, người gì mà ngang ngược ghê luôn trời. Ăn giờ này à, về mua xong rồi ship rác, bút rác thôi. Ôi, khó thiệt chứ. Khó chịu vô cùng. Mấy miếng đồ hủ mà bút rác chuyển qua thì lại gì luôn. Không, đồ hủ ở đó nó ngon chứ không thì thôi mình đâu có cần mua bên đó chị. Được mà u. Bút rác nha. Dạ. Vậy thôi em về nha. Ok. Về ghé mua đồ. Tại vì em nói chị 2 giờ 2 mấy là nó qua đây mở cửa quán là ở qua đây rồi. Ủa thì giờ 12 giờ rồi đi thì nó qua đây ăn luôn. Thôi rồi. 2 giờ ra ngoài đó làm là vừa. Không anh mất công lắm chứ nó không chịu lắm. Coi phim mà làm này kia nọ thôi chứ không có quay lại chị ơi. Trời ơi, đang quay clip mà nói chung mình nhà mà phim bậy bạ. Trời ơi, thấy chưa, bởi vì tao nói là hai đứa nhà mà phim bậy bạ đúng không? Thôi đi. Bye bye Út. Chào riêng chú Tàu ơi. Chú Tàu mới ăn sầu riêng chú Tàu ơi. Cái này ngon hơn hẳn là mình chỉ nó hơi chín nhiều. Chỉ được ăn thêm cái đơn chỉ hơi tôm nó mềm nhỏ hơn đó. Thì đây cái món này rất là ngon nha nhà. Đây da. Hôm nay mình đẩy tắt bếp nè. Đó, cà pháo mắm tôm ha. Ủa sao có thơm như này vậy? Nếu là mắm rút Huế chứ mà được là mắm tôm của mắm rút Huế nè. Đó, thì là tắt tiết thì thường mình sẽ đãi những cái món biết như vậy. Tại trên kia người ta ăn toàn là đồ hải sản đặc sản rồi người kia không là đặc sản thì xuống đây mình sẽ đãi những cái món ngược lại chút. Khách đâu rồi trên để kêu khách đi ra vườn hái cọc bí lại cọc su su là hái thì đi ăn cọc luôn cọc bí thôi. Ở Sài Gòn là có hả? Có. Nhưng mà hái được nhiều như ăn đó nha. Sài Gòn là giống như ở trên vườn rồi. Ừ. Nói chung là trồng luôn. Dạ, bấy nhiêu. Hơn một xào đồ ở đây nè. Cái này ai trồng? Có chị Uyên á. Chị vệ sinh ngoài chị. Trời ơi, cái này, ủa cái khu vườn này nấu được nồi canh rau bạc tàn luôn ấy. Thử cái rau nè. Nè, tao muốn đây, ăn gì rau lan hả? Tao muốn. Rau muống. Rau trồng nè. Rau muống, rau dền. Su su nè. Rồi ổi đồ nè, nói chung trồng ở đây đủ. Tơi, trời ơi, đủ ngon một canh ra tập tàn. Ừ. Giống như ở vườn ha. Món qua nấu canh đồ này kia là đầy đủ đó. Trời ơi, khu với này cái, là... À, cái cây này là cây nằm hàng rào nè, người ta hay ở quê hay trồng đấy. Cái này hả? Ừ, trồng nằm hàng rào. Nhưng mà biết tên không? Ừ, ở quê không vậy đó, người ta hay trồng nằm hàng rào đó nè. Thì bà con cô bác chắc là có coi kênh của Dung Dân Dung Dẹ thì chắc cũng nhớ Thái đúng không? Thái là bà chủ của cái khu vườn sầu riêng ở Đắk Nông, em họ của Dung. Nói chung là cũng độc thân nuôi con. À, các anh nào mà đang ở Mỹ hay là ở đâu đó hoặc là anh nào mà đang độc thân đó thì có cái ý định gì đó thì cứ liên hệ với Dung Dân Dung Dẹ nha. Bữa nay nên nằm bà Mai nữa hả? Nói chung cứ bán đi rồi cái nào là... bà Mai đâu hả? Nói chung gia đình thì cũng không có gì ngoài 30 mấy hectare sầu riêng đang thu. Đó, thì vậy thôi à. Nhà chẳng có gì ngoài sầu riêng hết. Ờ, không có gì ngoài sầu riêng. Rồi ở trên chỗ nhà Thái thì bữa nay xây dựng nó giống như là một cái khu chữa lành vậy đó. Thành ra là nói chung là cứ cần tốt tính đẹp trai chút. Rồi
gọi như là cái gì nữa, yêu thương yêu thương yêu thật lòng đang cần tình cảm, yêu thật lòng rồi còn muốn chữa lành gì đó thì về đây đây chữa cho đó. Vậy đó không cái rau bé Nhi đi vô trong quay tự nhiên đi ra ngoài nắng vậy đó. Rau này là mới trồng nha cả nhà, sắp được ăn nha, sắp được ăn. Cái tự nhiên ồn ào gì tiếng không vậy, đang làm gì không biết nữa. Thì cái cụm sau này rất là dễ thương nha cả nhà, cụ gì đó, cụ gừng. Ủa trong cái gừng đó hả, trời giỡn hoài. Trời ơi, có cả gừng nữa, nguyên cái vườn gừng nè, rau lan rồi nè. Cái này là lấy biết lấy đâu không, lấy trên nhà bà ngoại lên, về nhà bà ngoại nhổ đem lên đó. Cái chỗ này là do bữa giờ anh Lâm Đình Trai qua phim anh đạp mất chết mất mấy cây nè đó, thấy không, trời đầy đủ hết. Biết cây kia cây gì không, cây đó là cây sâm bố chính. Đúng rồi đúng không, đúng 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 đúng. Giờ lấy củ lại lấy hoa làm trà được á. Phơi lên làm trà không biết à, không trời ơi, hai cái đó phơi lên làm trà, hoa sâm bố trứng là cái hoa đó mình phơi xong rồi mình nấu nước uống hả, nấu nước uống rồi cái củ của chị cũng nằm nấu hầm với lại gà với lại. Nhưng mà củ 2-3 năm nó mới ấy đúng không, cái này mới trồng được có mấy tháng hả, 2-3 tháng hả, củ 1 năm năm mấy là thu hoạch được rồi. Nói chung mới trồng chắc chưa có củ đâu, trồng hoa để cho nó ấy thôi chứ còn đâu, hoa nó chị hái vào buổi sáng, chị hái tốt nhất là lúc mà 7-8 giờ sương xuống á, chị hái chị phơi làm trà. À thì ra là nó có công dụng nữa. Hoa giấy này thì hồi tết là mua của sư phụ Hương Dừa nè. Hoa giấy này là hồi tết mua nè, sau đó là dung đem xuống nè, còn nguyên cái dàn hoa giấy nè có điều sống đời được đó, mua của bà ngoại thì bị chúng đua hết rồi, còn có mấy cây bông giấy mua xong rồi bắt đầu là trồng xong rồi. Cái này có người quấn hay không ạ, hoa giấy có người quấn hay không, trồng vô hàng rào được không, trồng hàng rào tốt, hàng rào đẹp mà chị mang về vườn á, về farm chuẩn bị chị làm á, chị trồng ở giữa đó bác thiếu gì tự nhiên cái chợ chợ cái bông giấy người bên kia nó vừa cây cạnh nhà người ta bên kia đổi vừa cây cạnh nhà người ta đúng đó, thì phải cắt tỉa như thế là bông nó mới nhiều. Hoa giấy thì phải cắt cấp đi. Đó. Nói chung là đầy đủ nha cả nhà, su su đồ mướp đồ bí rồi đang trồng là đã, hy vọng là từ tới này mình sẽ có nhiều món ngon vật lạ đây để ăn để thưởng thức. Từ tới xuống đừng có đem sầu riêng nữa. Thôi này thôi đừng đem sầu riêng nó ngại lắm. Ngại lắm. Đem nó ngại lắm. Mỗi lần giờ mà xuống mà đem mấy trái sầu riêng như vậy nó vừa nặng nó vừa mệt nữa. Giờ qua quê có gì đâu. Chị đó xa đó. Ai gà. Ta nó nhẹ rồi đi chị ta hay là chồn hay là thôi mấy con kêu ăn đâu, bởi vì là gà ta đó, gà rừng đồ này kia đó thì đừng có đem sầu riêng nó nặng lắm, gà rừng cơ ăn đồ rừng cơ đúng không mấy Nhi, dạ đúng hợp lý đúng không, gà ta nhẹ hơn sầu riêng đúng không, nó nhẹ hơn sầu riêng. Rồi bây giờ mình đột nhập vô phòng dựng của ngôi sao mặt giường nha cả nhà, thì phòng này thì thằng Được đang cũng như là đang dựng, sắp tới thì Ngọc Thịnh sẽ ở phòng bên này, Ngọc Thịnh sẽ ở phòng bên này nha cả nhà. Đây, phòng bên này thì sẽ của Ngọc Thịnh đang dọn dẹp. Thì Ngọc Thịnh mang nhạc đúng không chị? Đúng rồi, anh Thịnh đó. Thì cái phòng này anh Thịnh có giường có tủ rồi sẵn luôn. Ở trong này thì cái phòng làm việc, mai mốt mình đưa bàn làm việc vô thôi. Cái này chị dọn bớt đi nè. Cái này dọn bớt đi xong rồi để bàn làm việc cho anh Thịnh thôi. Thì Ngọc Thịnh sẽ ở cái phòng này. Nói chung là rất là tiện đó. Rất là tiện. Được đó. Đó mở được rồi đó. Em mở đấy. Các chị Nhung cái gì? Em mở được. Ok. Thì lâu lâu Thái xuống chơi, bữa nay dẫn Thái xuống dưới đây chơi. Đang dựng tập mấy rồi được? Tập 5 gì vậy? Tập 5 thôi, trời ơi, review cái phòng của thằng Được. Cái gì mà bữa nay em nuôi cả cá cả tôm? Chỉ nuôi tôm với tép thôi chứ. Bữa nay mì gói là nấu lại số giác luôn á. Quay. Gói có tôm kia. Tôm bên này nè, thấy tôm càng không? Đó, tôm của đâu mất một cái càng rồi. Nó quấn lộn nhau á. Cả... Hai con này nè, lộn nhau nè. Có con đang trong kia nữa kìa. Nè, con viếp nhấn nằm đây nè, bắt nó ra mà nó cạp chết chứ. Ê, nó ngửa bụng lên đó. Đó, cái đó là đồ ăn của con kia.
đâu con kia đâu. Kia nó ngửa bụng ra kia là ví dụ như ghép cặp chống mái mà nó không hợp chống quấn mái luôn. Trời ơi. Cho nên là con này là nó đồ ăn của con kia. Trời sao tôi nghiêm cái vậy? Con kia đâu? Con kia để kia trong cái ống kìa, chắc nó trong cái ống kìa. Kia nó chạy ra. Trong ống kìa. Thôi để cho à, đấy, cái ta đang ngủ ơi. Càng con này to đẹp lắm. Nghe đây. Nói chung á là thằng Đường ngoài cái việc mà dựng clip, dựng phim, dựng ngôi sao miệt vườn á thì đúng có rồi. Một cái thú nữa đó chính là nuôi tôm. Thú, có một cái thú. Một cái thú vui. Thú vui, không phải là thú. Thú vui. Đó chính là nuôi tôm, nuôi cá đó thì tép. À tép nữa. Tép màu. Nói chung là cực lắm nha cả nhà, được nuôi mấy con tôm này xong phải đi offline liên tục. Nói vậy cưng đây không chứ. À, tập 5 là có sự xuất hiện đặc biệt của cô nghệ sĩ Thảo Nguyên. Ừ. Tự nhiên cái nhìn thấy cô Thảo Nguyên. Nghĩa là tập này thì chúng ta sẽ gặp lại cô nghệ sĩ Thảo Nguyên. Tuy nhiên cái nhìn thấy nó cảm xúc quá. Mà thôi bà con cô bác khi mà mình xem thì mình cũng nói chung là chắc có lẽ là sẽ rất là nhiều cảm xúc, nhưng mà con bác mình khi xem thì cứ bình luận lại cũng như là chia sẻ cái cảm xúc của mình để chương trình lan tỏa rộng rãi hơn nghe. Dạ. Ủa là chắc là khóc á, cô diễn có thể là khóc không ạ? Tập này sẽ rất là hay và rất là nhiều cảm xúc. Cái tiết mục này chị nhớ rồi. Ừ. Tiết mục này đáng lý chị là diễn cái vai của Thành Tuấn. Nhưng mà đúng ra là chị hai chị ba với cô nhân vật chính. Đúng rồi, chị hai chị ba, còn chị diễn một Thành Tuấn, nhưng mà cái tiết mục này chị diễn nó không ra, nó không đạt. Ý là chị chưa đủ ác hả? Không phải. Diễn sợ nó không có cảm xúc á, chứ còn ác thì nó nằm trong này rồi, không cần chị diễn. Ghê vậy. Nó là bản chất rồi, biết không? Đó. Trong mấy cái tình huống cô diễn có mấy cái mà làm nó nhớ gia đình lắm luôn. Ví dụ như con cái về một cảm giác trong của cô mà giống như trong thiệt vậy đó, chứ không phải diễn đâu. Cô diễn bằng cả trái tim luôn á, có nghĩa là khi mà cô diễn á là giống như là mình cảm giác như mình đang trong cái ngôi nhà đó vậy đó. Thôi và thật sự là mỗi lần mà nhìn thấy hình ảnh của cô á thì tự nhiên cảm xúc nó ùa về. Biết rằng cuộc đời nó là vô thường, nhưng mà tự nhiên cái làm cho mình cũng nhớ rồi. Tự nhiên cái mình cũng nhìn lại cuộc đời của mình nữa. Mình cũng biết rằng nó vô thường đối với, không phải với cô mà đối với tất cả mọi người luôn. Bản thân Dung cũng vậy, ngày nào Dung cũng tâm niệm rằng mình sống cho nó tốt nhất ngày hôm nay được rồi. Còn ngày mai thì chưa biết được như thế nào. Có một cái câu mà Dung đi học rất là hay, đố em biết là câu gì? Biết, chị không biết. Không có ngày mai. Đâu có ngày mai, tức là ngày hôm nay. Có nghĩa là mình cứ sống với hiện tại đi. Mình cứ sống với hiện tại, cái thực tại tốt nhất thì nó là ngày mai. Nhưng mình cứ trong ngày mai thì đôi khi mình lại quên mất cái hiện tại. Dạ, và hiện tại thì Thành Được đang dựng tập 5 của ngôi sao miệt vườn nha cả nhà. Xong chưa? Xong rồi. Tập 5 có chị không vậy? Có. Thôi mới kêu gì thua là chị nhớ không? À. Có một cái đoạn mà Thành Được kêu là chị ơi, cái khúc này chị nói cái gì vậy, nó bị mất tiếng. Nó bị mất tiếng. Đó là do ngỡ đó chị. Do ngỡ hả? Tự nhiên tới cái chỗ chị nói thì nó mất tiếng hả? Đúng rồi. Nhớ rồi. Hé lộ một xíu hình ảnh của tập 5. Trời ơi, bà nào vậy trời. Xem cái mặt bà đây coi. Trời. Tôi xây mặt của anh được. Từ, đang cho chạy. Đang cho chạy kìa. Trời ơi, cái này bà con cô bác coi, đừng có bình luận, đừng có tắt tên Xuân Vũ Khương Dừa vô nha. Đừng để là Dung Nhân Dung Dẻ với Thành Được với bé Nhi làm hé lộ ngôi sao miệt vườn. Trời ơi, như đó thôi. Chưa, tôi còn vô cận nữa. Kìa, vô cận kia đó. Trời, từ, cận vô. Đó. Không biết là cái vai gì thì không biết, nhưng mà bà con cô bác mình đón chờ ngôi sao miệt vườn tập 5 nha cả nhà. Và khi xem thì mình nhớ để lại bình luận cũng như là chia sẻ giúp cho chương trình. Mong sao rằng bà con cô bác yêu thương ủng hộ ngôi sao miệt vườn nhiều hơn để chúng mình gấp rút quay mùa 4 đúng không? Nhưng mà tối chị thu sai rồi nha. Hay. Đúng ra là chị phải vừa chạy vừa thu lại thì nó mới giống. Mình phải làm cho nó giống nhất có thể. Tại vì đoạn trong này vừa chạy vừa nói mà. Chạy vừa nói đúng không? Đúng rồi, vừa chạy vừa nói mà đúng không? Hôm nay cái bích chị đi ra vườn. Đâu? Đây. Nó cũng ít ác lắm, nó xin lại voi một cái câu đó thôi mà nó kêu là chị vừa chạy vừa nói đi cho nó giống.
không thì thường em cấm cho phải làm liền. Làm liền hả? Đầu tư hình ảnh chất lượng cao phải làm cho nó mình tốt, phải làm cho nó tốt nhất để bà con cô bác xem không có bị thất vọng đúng không? Rồi. Cho dù là mình diễn phụ thôi thì cũng phải làm cho nó tròn trịa đúng không? Quá tuyệt vời tưởng. Rồi chúng đi ra vườn. Nhớ nói câu gì không? Nhớ. Rồi em bấm luôn đó chị nói đi. Rồi chạy chạy 3 vòng đi chị Dung. Rồi đứng đứng ngay đó, đứng ngay đó. Dạ chào thầy. Dạ không biết rằng thầy gọi tôi lên đây có việc gì ạ? Ok Dương, ok chưa? Chưa, không phải. Phải là vừa chạy vừa nói là dạ thầy, thầy gọi tôi lên đây có gì không? Ủa chạy như vậy con chưa được đó hả? Ủa chị tự diễn mà chị nhớ lại bữa anh nó diễn sao nói sao? Dạ chào thầy. Dạ không biết rằng thầy gọi tôi lên đây là có việc gì ạ? Chưa mệt lắm chị Dung, mệt xíu nữa đi. Trời ơi, gì đâu mà. Em có một câu thôi đó nha. Dạ chào thầy. Dạ không biết rằng thầy mời tôi lên đây có việc gì ạ? Rồi. Được chưa? Được rồi. Chưa? Trời ơi, thì cái... Dạ, nói chung là ráng làm cho nó đạt nha. Dạ thôi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Cả nhà mình nhớ xem tập 5 cũng như là ủng hộ và để lại bình luận cũng như là chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều.